Dạ vâng, các bác và anh em vừa được thưởng thức xong cái chất âm đến từ loa chép để loa chép Beoner với model RX200 và em đang đấu trực tiếp với cục đẩy công suất của bên em, đo cục đẩy công suất D500 Pro. Các bác anh em nếu mà mua về thì các bác anh em cũng có thể đấu thoải mái với những cái dòng âm ly hay cục đẩy tiếng vang hay cục đẩy công suất của nhà mình nhá, đánh thoải mái luôn. Và những cái dòng loa chép này sinh ra là để phục vụ các anh em trong cái gia đình, đó là những cái bộ dàn âm thanh của nhà mình mà trong quá trình chúng ta sử dụng lâu rồi cái tiếng chép nó đang bị giảm thiểu đi, nhưng mà các anh em vẫn chưa có điều kiện đó là đổi loa mới, thì những cái dòng loa chép rời với cái giá rất là phải chăng nha sẽ là giải pháp giúp các bác và anh em bổ sung thêm và cũng như là cải thiện cái tiếng chép, cái giải chép trong cái dàn âm thanh gia đình của nhà mình. Cái tiếng những cái con loa chép rời như này sinh ra đó là chỉ để đánh những cái tiếng chép, thì cái tiếng chép nó đánh rất là leng keng leng tách, tiếng rất là tươi sáng và hay, nhưng các bác và anh em cũng có thể cảm nhận. Em sẽ tăng âm lượng để các anh em cảm nhận rõ hơn. Đó. Các bác và anh em thấy sao? Tiếng rất là sáng không ạ? Tiếng rất là leng keng lách tách, giải âm sắc rất là chi tiết và tách bạch. Tiếng chép với những cái dòng loa chép rời này thì cái tiếng chép nó sẽ hay hơn khi mà chúng ta sử dụng với kết hợp với những cái bộ dàn âm thanh gia đình của nhà mình. Tiếng tươi sáng và chi tiết này thì những cái đôi loa chép rời này chúng ta về lắp thêm và ghép thêm với những cái dòng loa chính của nhà mình thì tiếng chép nó sẽ tươi hơn và nó sẽ sáng hơn, giúp cho cái cảm trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng cái bộ dàn âm thanh gia đình nhà mình vẫn rất là hay, vẫn rất là mượt mà, vẫn rất là len canh tách, tiếng nghe vẫn là rất là sáng. Và đôi loa Beoner với model đó là X200 bên em đang có bán với giá đó là 1,5 triệu. Các bác anh em nào nếu mà yêu quý và cũng nhà đang có nhu cầu mua những cái dòng loa chép cho gia đình nhà mình có thể liên hệ ngay với anh em chúng em qua số hotline trên màn hình. Anh em chúng em sẽ xếp hàng đi toàn quốc cho các bác và anh em. Đó, rất là hay, tiếng len canh len tách nghe rất là phê. Và nếu mà yêu thích thì các bạn anh em có thể cho em xin một like cũng như là một subscribe nhá, để em có động lực ra những video hay hơn gửi đến tất cả các bạn và anh em. Và cũng hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video tiếp theo. Và chúc các bạn anh em có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cái thời gian dịch bệnh như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn anh em ở những video tiếp theo.